sẽ cùng đến với phần thể hiện của đơn vị xã Tân Mỹ được liên tục các tiết mục Tổ quốc hào khí Việt Nam, chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Giảng dân Việt Nam, các tác giả Bảo Phúc, Độ Minh, Quang Vinh thể hiện toàn lòng. Đơn ca Đêm nghe hát vào đưa điều bác, sáng tác An Tuyên thể hiện Phương Quý. Song ca Trên công trường Dụ Tình Ca, sáng tác Ngô Quốc Tính thể hiện Quang Việt, Hồng Lưu. Tiết mục Múa Nước Xuyên Kinh Bắc, biên đạo Mai Hương thể hiện Tết Nữ. Ngay sau đây xin mời quý vị trên tham cùng theo dõi.
Mm-hmm.